Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những trò bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đăng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là ngày thứ năm Ngày 24 tháng 8 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào Và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lớp bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi ngày thứ 5 ngày 24 bốn tháng 8 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người, mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người đang trong giai đoạn của sự đổi mới, những cái sự chuyển hóa lớn trong cuộc sống của bạn, những cái bước ngoặt có thể là bạn đã hoàn thành xong một cái bài học cũ, những cái chu kỳ cũ rồi ha. Và mình thấy có thể là một số bạn các bạn đang rất là muốn học ngoại ngữ, đang phát triển kiến thức tri thức của mình hoặc là một số bạn các bạn rất là muốn đi du lịch nước ngoài, đi xuất ngoại, đi định cư hoặc đi làm việc xa. À, mình thấy ở đây các bạn đã xác định được cái mục tiêu con đường của mình đã có sự rõ ràng hơn và có sự gọi là chuẩn bị chỉnh chu cho tương lai của bạn các bạn là một người sống rất là có cái sự gọi là lãng mạn chân tình và sống một cách rất là thích cho đi có thể là các bạn cũng rất là thích giúp đỡ cho cộng đồng cho nhiều người á ở đây mình thấy các bạn lý trí ha bạn biết cách giúp đỡ nhưng mà bạn cho đi đúng hướng chứ bạn không có sự gọi là uh, cho đi một cách vô tội vạ và trong cuộc sống của bạn đang thu hút được những cái người có thể là họ đến giúp cho bạn có sự gọi là cởi mở hơn uh, phát triển được kiến thức tri thức của mình hoặc là cho bạn những cái lời khuyên sự tương trợ gì đó ở đây ừ. và có khả năng tình yêu cũng chiếm một cái vị trí quan trọng trong cuộc sống của bạn ha ừ. ở đây mình thấy các bạn có xu hướng là khi mà bạn không có còn mong cầu về tình yêu thì tình yêu nó lại đến ha ừ. Còn khi mà bạn chạy đuổi theo tình yêu thì tình yêu nó lại có một cái sự gọi là ngoảnh mặt quay lưng với bạn. Ừ, kiểu như vậy. Rồi để mình xem qua ngày thứ 5 ngày 24 tháng 8 2023 của bạn sẽ như thế nào. Ngày hôm nay một số bạn các bạn có nguồn tiền ha, thể từ tiền lương, tiền hưởng là những đầu tư gì đó ở đây. Một số bạn có liên quan đến giấy tờ, hồ sơ pháp lý ha. Hoặc các bạn có khả năng là mua đồ đạt nào đó có quá đơn có hay một số bạn có hay là bạn sẽ có sự gọi là mua bán vàng bạc ở đây hoặc là các bạn có thể là à, làm, bỏ tiền ra để lo cho giấy tờ hoặc là lo cho cái vụ kiện nào đó của bạn chẳng hạn. Mình thấy các bạn tìm ra được cái giải pháp ha hoặc là các bạn có sự gọi là hoàn cảnh mọi thứ nó có sự chuyển đổi nhanh chóng chứ nó không có còn ở trong giải, trạng thái của sự gọi là trì trệ hoặc là chờ đợi nữa. Các bạn đã tìm ra được cái hướng đi, cái sự rõ ràng ha, các bạn không còn gọi là để bản thân của mình lo lắng nghĩ ngợi hoặc là quan mang ám ảnh về những cái vấn đề gì đó mà tự bạn gọi là gây ra nỗi sợ ừ. ở đây mình thấy có thể là các bạn đang tập trung vào tài chính và trong ngày hôm nay có thể thấy là các bạn có sự gọi là cầm tiền khá là nhiều đó ha có thể là có sự đếm tiền rồi uh, hoặc là mua mua vàng hoặc đi uh, rút tiền gì đó thấy có sự gọi là trao đổi tiền bạc cũng có thì trong ngày này các bạn có sự trao đổi tiền bạc các bạn nên kỹ lưỡng một chút để tránh gọi là đếm nhầm, nhầm tiền lộn tiền hoặc là tiền giả vân vân Ừ một số bạn ở đây mình thấy có thể là cuối ngày các bạn rất là mệt mỏi nha có thể là do bạn di chuyển nhiều hoặc là bạn giải quyết nhiều giấy tờ gì đó cho nên cuối ngày các bạn cảm thấy rất là mệt mỏi nhức đầu hoặc là nhức xương khớp gì đó trong ngày hôm nay bạn nào mà có phẫu thuật thì mình thấy có thể là bạn sẽ bỏ tiền ra nhưng mà có thể là cái ca phẫu thuật của bạn sẽ thành công trọn vẹn cho nên là đừng có quá nghĩ ngợi và uh, phiền não gì hết ha cứ tự tin vui vẻ và cứ cầu xin ơn trên là mọi thứ nó sẽ êm ái ông, ông thỏa với bạn thôi. Uhm. Một vài bạn ở đây mình thấy các bạn có sử dụng lửa thì cẩn trọng để tránh gọi là quả quạng nha <laughs> Trong ngày này thì mình thấy có thể là có một, có một vài bạn sẽ bị cúp điện à, Còn bạn nào mà buổi tối thì mình thấy tốt nhất bạn nên ở nhà nghỉ ngơi đi đừng có đi đâu có xa Hoặc là đừng đi một mình để tránh bị người khác gọi là đâm lén sau lưng hoặc làm điều gì đó u tối sau lưng bạn nha Bạn nào có sử dụng dao kéo cẩn trọng tránh bị đứt tay nè hoặc một số bạn ngày hôm nay có thể là bạn sẽ nặng mụn hay gì đó <laughs> <laughs> à, có một vài bạn trong ngày hôm nay là mình thấy là à, các bạn sẽ có một cái um, sự di chuyển hoặc là bạn sẽ có những tin tức vui đến với bạn. đó là bạn sẽ có sự kết thúc hoàn thành xong những cái chuỗi ngày mệt mỏi chờ đợi ha. À, đây là bạn sẽ bắt đầu một cái hành trình mới cuộc sống mới bước sang một cái giai đoạn gọi là mọi thứ nó có sự hanh thông thuận lợi hơn với bạn một số bạn có thể là làm việc cho một công ty một tổ chức mới ha à, nay có sự gọi đi nhận việc cho nên là kết thúc công việc cũ ừ có một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là có anh shipper nào đó đến tiền bạn cho nên là bạn sẽ bỏ tiền để bạn gọi là trả tiền hàng ha vân à, vân ngày hôm nay sống trung thực ngay thẳng có trách nhiệm ha đừng có gọi là À, làm điều gì đó tối tâm thì rất là dễ bị phát hiện đó, ừ, rồi à, gây ra hậu quả xấu á, ừ, mình thấy là như vậy. Một Số bạn có thể có sự tương tác với luật sư ha để làm à, rõ cái vấn đề gì đó mà bạn đang gọi là ừ, nghĩ ngợi nhiều. Đây là các bạn nên uống nước nhiều trong ngày này các bạn hơi nóng á. Ừ. chung mà ngày hôm nay mình thấy dường như các bạn có cơ hội kiếm tiền hoặc có nguồn tiền đến với bạn hoặc là một cái sự tin tức thắng lợi liên quan đến giấy tờ hồ sơ pháp lý nào đó nhưng mà cuối ngày các bạn nên nghỉ ngơi hơi nhức đầu hơi nặng đầu á ở đây mình thấy các bạn có thể là có sự cầu nguyện hay là một số bạn các bạn sẽ đóng tiền cho một cơ quan tổ chức hay là một số bạn có thể là bạn sẽ đóng tiền thuế hoặc là đóng tiền gì đó giấy tờ gì đó của bạn hoặc là các bạn sẽ giúp cho một cái tổ chức nào đó ở đây làm từ thiện vân vân một vài bạn có thể bạn sẽ đi chùa hoặc đi nhà thờ Có liên quan đến tôn giáo đây nữa nè À mình thấy bạn nhận được những tin, những tin tức mới nè Những cái điều kỳ diệu, những cái sự ngạc nhiên bất ngờ đối với bạn có giúp cho bạn có thêm cái động lực, niềm vui, sự phấn khích ừ. Trong ngày hôm nay có thể là một số bạn các bạn sẽ có những cái sự thỏa thiệp ha Để tránh gây ra những cái sự ẩu đả Hoặc là tránh gây ra những cái sự phiền phức, tranh cãi gì đó ở đây Ừ một vài bạn mình thấy là ai đó mà gọi là tranh cãi mâu thuẫn thì tốt nhất bạn đừng có xen vô bởi vì có thể là đặc biệt là cuối ngày á bạn xen vô cái người mà bị thiệt hại nhất là bạn nha chuyện ừ. gì cũng có pháp luật giải quyết hết à, các bạn có thể là cần phải nhờ luật pháp chứ các bạn đừng có gọi là dội vàng hấp tấp là rất là dễ bị người khác kiểu như người ta uh, tranh cãi đánh đá với nhau cuối cùng họ đánh trúng bạn kiểu như vậy Và ngày hôm nay hãy giữ cân bằng, giữ hòa khí ha, à, tránh gây tranh cãi với mọi người để giúp cho cái công việc của bạn nó được thuận lợi. Ừ. Ở đây mình thấy thì bạn đang gánh giác rất là nhiều trách nhiệm và có thể là bạn cảm thấy căng thẳng về cái lịch trình của bạn ha. Hoặc là sức khỏe của bạn đang mệt mỏi vì phải tự mình làm mọi việc mà không có sự trợ giúp của người khác. Ừ. Hoặc là bạn còn có thể là cảm thấy rằng có ai đó đang lợi dụng cái sự hợp phóng của bạn bạn đang được hướng dẫn để chịu trách nhiệm về lịch trình của mình, bạn có thể giải phóng những gì có um, có, có khả năng um, gọi là giải phóng được, để bạn có thêm cái thời gian, không gian để bạn thở đó, những cái gì không quan trọng thì bạn được khuyến khích thể gọi là đẩy lùi nó, đừng quan tâm đến nó nữa, hoặc là chuyện của người khác để họ lo chứ đừng có gọi là nhúng tay vào, ha, um, có thể có điều đó gọi là vượt quá cái tầm gọi là kiểm soát của bạn nữa, cho nên hãy chú trọng vào bản thân nhiều hơn hãy nhớ cầu nguyện để có được cái sức mạnh trong cái việc mà thiết lập ranh giới và nói không với những cái yêu cầu không phù hợp về cái thời gian của bạn hoặc là những cái người gọi là gây cho bạn cái sự tiêu cực. Ừ. Các bạn được khuyến khích là những gì mà bạn cảm thấy được thì bạn giúp, còn không thì thôi, bạn có quyền từ chối chứ đừng gọi là cái gì cũng ôm vào lòng hết nha. Ừ. Và trả lời một cách khéo léo với người khác. ha Một số bạn thì các bạn có cái dấu hiệu có sự gọi là chứng nghiện những cái drama, những cái sự gọi là tiêu cực. Ừ hoặc là có những cái xu hướng căng thẳng không cần thiết ha thì bạn được khuyến khích là hãy có một cái sự cân bằng um, và đừng để bản thân của mình bị thao túng bởi những cái uh, tiêu cực bên ngoài um, tập trung vào bản thân lên kế hoạch uh, cho những cái chiến lược sức khỏe của mình để giải quyết nhiều trách nhiệm và hãy có trách nhiệm với chính mình ha rồi mình xin kết thúc các bạn tụng một ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn Hai xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi ngày thứ 5 ngày 24 ngày tháng 8 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 2. Các bạn tuổi 2 là những người sống tình cảm, chan hòa, đầy sự yêu thương, đầy sự bao dung, rộng lượng Trong cuộc sống của bạn cũng có rất là nhiều những cái sự tranh cãi, mâu thuẫn, mệt mỏi ha ừ. Nhưng mà bạn luôn dùng cái uh, sự gọi là điềm tĩnh nhất để có thể giải quyết vấn đề Một số bạn ở đây các bạn đã từng trải qua những cái sự gọi là đau thương, nhức nhói, tổn thương gì đó rồi ừ. Và ở đây mình thấy có thể là các bạn... Uh, rất là mong muốn có một cái sự gọi là sum họp đoàn tụ hoặc là một cái kết quả thắng lợi gì đó cho cái cuộc sống do công việc của bạn hoặc là cho những ước mơ những cái đam mê gì đó của bạn mà bạn đang gọi là thực hiện nó bạn có thể là có nhiều ước mơ có thể là bạn có hai ước mơ nhưng mà bạn đã thực hiện được một thứ rồi nhưng mà một thứ thì chưa có thể thực hiện xong cho nên thì các bạn đang trên đà gọi là phát triển từng thứ một ha các ừ. bạn nên uống nước nhiều trong thời điểm này ha một số bạn các bạn hơi bị nhức đầu mệt mỏi và căng thẳng đó và trong thời điểm này nên sống dĩ hòa di quý cân bằng với mọi người hài hòa với mọi người để tránh gây ra những cái sự tổn thương mất mát và mối quan hệ ha, có thể là tình yêu hoặc là gia đình người thân bạn bè gì đó ở đây Luôn giữ hòa khí à. và đừng để tâm đến những cái người tiêu cực ảnh hưởng đến cái hành trình của bạn ha à. bởi vì họ không có xứng đáng làm cho bạn phải mất thời gian ha. bạn hãy biết quý trọng bản thân của mình giống như mình mua cái món đồ à, một cái món đồ hiệu hay gì đó xứng đáng gì mình bỏ tiền còn một cái món đồ gọi là vừa không có chất lượng ha mà lại nháy hàng giả nháy hàng của người khác hoặc là nói chung là không có xài lâu được không có xài bền được thì bạn nhìn thấy được không có giá trị thì tốt nhất bạn đừng có bỏ tiền vào kiểu như vậy ha hãy biết quý trọng bản thân của mình giống như là bạn quý trọng tiền bạc của bạn vậy đó hãy biết đầu tư đúng hướng phù hợp cũng như đầu tư thời gian vào những cái điều chất lượng còn những gì những người không chất lượng những cái vấn đề không chất lượng thì bỏ qua nó sao nhãn nó phớt lờ nó là được rồi À, trong ngày hôm nay một số bạn có thể là bạn sẽ nhận được một cuộc gọi một cuộc thông báo gì đó ha? hoặc là bạn có sự tương tác nói chuyện với một cái người mang năng lượng nam đây là một người khá là uh, trẻ ừ. Ừ, có thể là hơi uh, hơi nóng tính ha, là một người có sự nhanh nhẹn ừ. uh, hoặc là một số bạn có thể là các bạn uh, nhận được cái uh, cái cuộc gọi uh, kêu nhận hàng từ anh shipper đó ha Mình thấy là như vậy uh, Một số bạn ở đây có khả năng các bạn sẽ có một cái buổi ăn uống chung vui với gia đình người thân của bạn Cho những cái thắng lợi thành công gì đó của bạn Hoặc là các bạn có thể là sẽ đi đám cưới Hoặc là dự một cái buổi hội thảo, một cái buổi tiệc gì đó đông người ừ. Hoặc là có sự tiếp xúc với gia đình người thân khá là nhiều Trong ngày hôm nay cẩn trọng với những cuộc gọi uh, Gọi là khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi Thao túng cảm xúc, thao túng tâm lý của bạn ha Đừng quan tâm Ừ có thể là những cuộc gọi có những con số đầu là 059, 024, 023, 028 hoặc là 080, 081, 082, 83 gì đó hoặc 094 mấy rất là nhiều con số lừa đảo thì bạn thấy là bạn gọi là chặn liền chứ bạn không cần phải nghe đâu ừ. để tránh phiền phức, tránh mất thời gian à, rồi ở đây thì có một số bạn các bạn sẽ học hỏi những cái điều mới hoặc bạn sẽ mua cái món đồ gì đó mới mua một cái quyển sách mới chẳng hạn hoặc là tiếp nhận thêm một cái kiến thức mới hoặc một vài bạn có thể là bạn sẽ có được cái phát minh mới trong cái công việc của mình ừ. và mình thấy các bạn có một cái cảm giác cảm thấy thỏa mãn hài hòa cảm thấy đủ đầy cảm thấy dư dả cảm thấy biết ơn cảm thấy trân trọng ha ừ. có thể bạn uống nước nhiều hoặc là có thể là bạn được ai đó mời uống nước hoặc là một số bạn sẽ đi ăn tiệc như mình nói có thể ăn tới cái hai cái buổi tiệc luôn ừ một vài bạn ở đây thì bạn có có thể là có một cái vấn đề gì đó mà bạn được uh, thức tỉnh ha, bạn suy nghĩ, bạn biết nhìn nhận là cái cái điểm khiếm khuyết của bản thân mình để bạn thay đổi tốt tốt hơn hoặc là một vài bạn các bạn sẽ thể hiện lời ăn tiếng nói của mình uh, cấp cao giọng hát hoặc là cất cao cái lời nói uh, trước một nhóm đông người chẳng hạn ừ. và cuối ngày mình thấy có thể là các bạn cảm thấy rất là trọn vẹn viên mãn và hài hòa ừ, vui vẻ một số bạn ở đây có khả năng là các bạn uh, buổi to buổi sáng uh, thì có thể là bạn hơi mệt mỏi uh, nhức đầu hoặc là bạn có sự dây dưa ở trên giường nhưng mà sau đó thì mọi thứ nó lại diễn ra một cách rất là cho chảy và thuận lợi ha uh. Uh, một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn chạy xe cẩn thận ha uh, tại xe tập trung và cẩn thận với những cái tình huống bất ngờ như là ai đó họ chạy ra bất ngờ hoặc là người ta gọi là bóp kèn Người bạn không tập trung dễ rất là dễ bị gọi là lúng túng ừ. Uh không xử lý kịp ha một số bạn ở đây có thể là các bạn sẽ dọn sang nhà mới ha à. cất nhà xong rồi dọn sang nhà mới hoặc là mua được căn nhà mới vân vân đồng thời mình thấy có thể là các bạn sẽ một số bạn có thể là bạn đặt mua thức uống gì đó trong ngày này và người ta giao đến cho bạn có một số bạn các bạn sẽ có sự nói chuyện với trẻ thơ trong ngày năm nay nữa ha à ngày hôm nay tiết chế cẩn trọng để tránh gây ra những cái sự tổn thương cho người khác hoặc là gây những sự tranh cãi cãi vã với người thân gia đình của bạn ha ừ. đừng có quá trẻ con ha hãy biết suy nghĩ điềm tĩnh ừ. suy xét vấn đề và nếu như nói gì đó nói không hay thì tốt nhất là mình đừng nên nói ha à, kiểu như vậy chỉ nói ra lời hay ý đẹp còn không thì thôi im lặng là vàng Đây một số bạn có thể là các bạn <laughs> Mua sắm thì có một cái sự điều chỉnh điều tiết nha Thấy các bạn có khả năng là sẽ rơi Có giai đoạn có sự túng thiếu Hoặc là thất thoát tiền bạc đó ừ. Một vài bạn thì mình thấy là Có thể bạn sẽ giúp đỡ cho những người cơ cực khốn khó ừ. Ừ. Có một số bạn các Bạn có tham gia cuộc thi, cuộc phỏng vấn gì đó Thì mình thấy có thể là nếu bạn tự tin bạn thể hiện bản thân của mình tốt thì có khả năng là các bạn sẽ đậu vững dàng còn nếu như bạn tự ti bạn lo lắng bạn rụt rè bạn lo sợ thì bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội này nhưng sẽ mở ra một cơ hội mới phù hợp với bạn hơn và bạn sẽ tìm thấy được cái chân ái sau cái khoảng thời gian đó bạn có sự gọi là đúc kết kinh nghiệm ha, và thay đổi cái cái chiến lược của mình kiểu như vậy thì bạn sẽ thành công ừ. ở đây mình thấy có thể là hoặc là một vài bạn có thể đón nhận một cơ hội công việc mới ừ. hay là cuộc gọi của thông báo kêu đi làm ha à. À, mình thấy các bạn có sự cầu nguyện ha có sự đóng góp cho một cái hội nhớ một cái cộng đồng nào đó ở đây ừ. hoặc là các bạn đi chùa hoặc đi nhà thờ trong ngày này à, một vài bạn có thể là bạn có sự đón nhận những tin vui có thể là người thân của bạn có tin vui về con cái hoặc là họ có sự gọi là sanh con hoặc là một vài bạn có thể là các bạn có tin tức vui về con cái của chính bạn chẳng hạn vân vân hoặc là các bạn có được có sự gọi là tận hưởng cái tình yêu vô điều kiện giữa bạn và người yêu của mình à, hoặc là bạn có sự yêu thương bản thân và cuộc sống gia đình của bạn ha ừ. mặt ngày hôm nay có khả năng là người thân của bạn họ đi siêu âm ha. họ thông báo với bạn cái kết quả hoặc là bản thân của bạn chẳng hạn vân vân à ở đây cái lá bài này cho thấy rằng có thể một số bạn các bạn đang trải qua cái giai đoạn của sự tranh giành quyền lực với một ai đó ha hoặc là cảm thấy um, không kiểm soát được cuộc sống của mình uh, hoặc là có sự đang dần co uh, và có sự cố gắng gọi là chiến thắng ha ở đây thì cái điều này nó có khả năng sẽ khiến cho bạn nản lòng và kiệt sức vì vậy ở đây các bạn được nhắc nhở là hãy tìm một con đường lành mạnh hơn hãy nhớ rằng bạn được tạo dựng theo ý của vũ trụ ha về tuổi tác về ngoại hình và do đó bạn đương nhiên tràn đầy sức mạnh của vũ trụ ha nhiều cuộc giằng co kết thúc khi một cái người họ thả cái sợi dây à, ra thì à, ở đây bạn được khuyến khích là đừng trao quyền lực của bạn cho người khác hãy trao phó mọi vấn đề kiểm soát của bạn cho vũ trụ à. và cuộc chiến sẽ kết thúc khi mà bạn không đấu tranh với họ khi bạn không tham chiến với họ mà bạn chỉ tập trung vào bản thân của mình thôi ha hoặc là giống như là cuộc gọi lừa đảo bạn chỉ cần không nghe là đủ rồi bạn không có cần phải gây gây cho mình cái sóng gió mệt mỏi ừ. hãy có một cái sự gọi là chữa lành và cân bằng cái sự bình yên cho chính mình tập trung vào năng lượng và hành động của chính bạn thay vì sợ hãi theo dõi người khác ha nói chung ngày hôm nay hãy có một cái hướng giải quyết lành mạnh mọi thứ chứ đừng tranh cãi để gây những cái sự gọi là rủi ro mà bạn không lường trước được ừ. dĩ hòa di quý im lặng là vàng ha à, chỉ tập trung gia đình người thân hạnh phúc của chính mình thôi còn những cái người dân nước lã ha họ đôi coi bạn kệ họ ừ. chỉ cần im lặng là bạn tha thứ cho họ là bạn có thể thu hút may mắn của họ đến với bạn đó ừ. còn họ sẽ mang xua rủi của bạn ra đi ha rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn Hai xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi. Ừ. Ngày thứ 5 ngày 24 tháng 8 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 3. Các bạn tụi ba là những người có thể là các bạn đang chú trọng về mặt sức khỏe tinh thần của bạn ha các bạn là những người có sự nhẹ nhàng hơn với bản thân của bạn trong thời điểm hiện tại à, và cuộc sống của bạn đang trong cái giai đoạn của sự thay đổi ừ, chuyển hướng các bạn là những người có những cái ý tưởng sự sáng tạo sự bứt phá trong cuộc sống khi mà bạn có sự quyết tâm quyết chí thay đổi cuộc đời của mình thay đổi cái lối sống lành mạnh hơn ừ. và mình thấy có thể là bạn là một người rất là thích cho đi hỗ trợ giúp đỡ người khác hoặc là một số bạn ở đây các bạn rất là muốn muốn mua nhiều món đồ các bạn đang có sự quan sát xem liệu mua cái nào phù hợp ha kiểu như vậy ừ. ở đây thì mình thấy có thể là bạn cũng rất là nhẹ bán trong kinh doanh làm ăn à, trong ngày hôm nay à, các bạn sẽ có sự tương tác với một người mang năng lượng nam có tiền có bạc ừ, thông minh giỏi giang ha, làm ra tài chính tốt một người chủ hoặc có khả năng là bạn đi rút tiền trong ngày này À, mình thấy các bạn có thể là có một cái sự đào sâu nghiên cứu một cái vấn đề gì đó Hoặc là các bạn có sự gọi là uh, sáng tạo ra một ý tưởng ha Một cái sản phẩm nào đó chẳng hạn ừ. Trong ngày hôm nay có một số bạn có thể là bạn uh, sẽ thức khuya đó Ngủ không có được hoặc là trăng trở gì đó ừ. Mình thấy dường như có một vài bạn các bạn có tới hai cuộc phỏng vấn Hoặc là một số bạn thì có thể hai cuộc thi gì đó vân vân Nói chung là ngày hôm nay á một số bạn mình thấy có thể là các bạn nên cẩn trọng trong là ăn tiếng nói, đừng có tranh cãi gây gắt với người khác để tránh gây ra, gây ra cho mình cái sự mệt mỏi, tổn thương hoặc là sự hối tiếc ở đây. Ừ. Im lặng là vàng, tập trung vào việc của mình ha, và tránh tập trung vào chuyện của người khác. Có thể là trong ngày hôm nay các bạn có thể là xem thấy nhiều cái sự cãi vã, tranh chấp có thể là trên mạng xã hội hoặc là trong cái môi trường xung quanh cuộc sống của bạn á một vài bạn có thể là cuối ngày các bạn có sự rời đi khỏi một cái tình huống nào đó hoặc bạn có sự gọi là đi uh, du lịch chơi hoặc là bạn có sự chuyển nhà chuyển chỗ ở uhm. thấy có một cái sự độc hành ha hoặc là bạn muốn ở một mình không có muốn tiếp xúc với người khác có sự ngắm trăng sao ở đây uhm. trong ngày hôm nay thì có thể là một vài bạn mình thấy có thể là các bạn uh, có giao dịch tiền bạc mua bán gì đó thì uh, kỹ lưỡng một chút tập trung một chút để tránh gọi là um, giao dịch sai hoặc là thói nhầm tiền lộn tiền hoặc là tiền giả gì đó vân vân rồi tranh cãi gây gắt với nhau nha à, bạn nào có cho ai mượn tiền thì mình thấy hay là bạn nên cân nhắc khéo léo một chút để tránh gọi là bị mất tiền rồi người ta có sự cao chạy xa bay ừ. có một số bạn ở đây mình thấy các bạn à, ai đó mà gây cãi với nhau thì bạn tốt nhất đừng có can ngăn mà bạn nên gọi là nhờ vào luật pháp chứ các bạn can ngăn rất là dễ gọi là lãnh đạn đó. <laughs> Ngày hôm nay có một số bạn thì mình thấy uh, các bạn có sự gọi là muốn uh, sắp xếp cho một cái chuyến đi du lịch thì các bạn cũng nên kỹ lưỡng hơn để tránh gọi là đặt vé vào sai người hoặc là kiểu như là uh, một cái công ty bán vé mà họ không có thật thà hoặc không có không có một cái sự trung thực hay gì đó có sự gây cãi với nhau ở đây nói chung cái ngày hôm nay điều gì bạn làm bạn cũng phải tập trung hết ừ. tập trung tỉnh táo quan sát từng thứ một ha và sử dụng đồng tiền khôn ngoan và quan trọng sức khỏe của bạn để tránh bị bệnh nè cái một số bạn có thể là bạn sẽ cố gắng có được cái hợp đồng trong công việc hoặc là một vài bạn có thể là bạn sẽ cố gắng để có thể có được cái sự gọi là thành công nào đó ha có một cái tin tức có thể là tin tức tốt đẹp với bạn một cái tin gọi là bất ngờ ừ. truyền cái cho bạn cái sự gọi là phấn khích ha. sự động viên chẳng hạn ngày hôm nay có khả năng như mình nói có nhiều tiếng ồn nhiều người gây cãi với nhau cho nên bạn mệt mỏi hoặc là có khả năng là có ai đó khuyên nhủ nhưng mà bạn có sự không muốn nghe hoặc là ai đó xin lỗi mà không không muốn nghe hoặc là có khả năng là một vài bạn có những cái cuộc gọi lừa đảo cho nên bạn không có muốn nghe bạn có sự cúp máy ha kiểu như vậy đặc biệt trong ngày này là mình thấy các bạn cẩn trọng với những cuộc gọi lừa đảo lợi dụng là ngân hàng là nhân viên ngân hàng kêu bạn thay đổi mật mã mật khẩu hay là thay đổi OTP gì đó vân vân bấm liên liên kết gì đó là lừa đảo không đó ừ, đừng có nghe theo ha rồi gây ra cho mình cái sự tiếc à, hối hồi ừ nói chung ngày hôm nay thì cứ tập trung vào việc của mình thôi còn chuyện người khác đừng có quan tâm quá nhiều và sử dụng đồng tiền khôn ngoan cũng như có sự gọi là biết suy nghĩ cân nhắc và tỉnh táo nhất để tránh rơi vào cái bẫy của người khác Một số bạn có khả năng các bạn sẽ kết thúc công việc cũ hoặc bạn có sự gọi là chuyển nhà, chuyển chỗ ở. Các bạn không có muốn ở cái nơi cũ nữa hoặc cái nơi mà gọi là quá sự ồn ào hoặc là gây cãi nhiều quá khiến bạn mất tập trung vào công việc. Dễ như vậy. À, ngày hôm nay bạn nào có nói chuyện với người yêu cẩn trọng để tránh gây cãi với nhau rồi chia tay ngắt cách nói nha. <laughs> à, kỹ lưỡng một chút ha và mình thấy dường như ngày hôm nay bạn nên gọi là bạn muốn mua đồ thì có thể là bạn chọn ngày khác đi có thể là trong ngày hôm nay bạn mua đồ rất là dễ rồi mua phải cái hàng rồi là bạn không có thích hoặc là không có đúng theo cái mong muốn của bạn đó đặt họ đặt hàng trên mạng rồi đó ừ. à, bạn đang được cái sự hỗ trợ gia tăng ở đây ừ. à, một cái dấu hiệu tuyệt vời cho thấy là bạn đang nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn để đáp ứng cái nhu cầu của bạn có thể là cái sự hỗ trợ này dưới hình thức dồi dào an ủi về mặt cảm xúc hoặc là giảm bớt một số trách nhiệm của bạn ha giúp bạn có nhiều thời gian hơn để tập trung vào cái ưu tiên của mình và vũ trụ đã nghe và đang đáp lại cái lời cầu nguyện của bạn à, điều này có thể liên quan đến việc bạn nhận được trực giác hoặc là ý tưởng để thực hiện những hành động tích cực à, và hãy chắc chắn bạn làm như vậy để bạn không bỏ lỡ những cái phước đành được ban cho bạn những hành động mà được vũ trụ hướng dẫn này có thể bao gồm cái việc thực hiện cái thay đổi cái lối sống lành mạnh của bạn trong việc tập thể dục nè giấc ngủ hoặc là thói quen ăn uống à, nâng cao rung động tinh thần của bạn từ đó bạn sẽ thu hút được kết quả cao hơn À, một số bạn ở đây có thể là bạn sẽ muốn thay đổi lối sống, các bạn có sự tập trung vào sức khỏe hơn, các bạn có sự từ bỏ những cái uh, món ăn đầy sự quá chất hoặc là uh, từ bỏ cái lối quen, cái thói quen gọi là ngủ nướng <laughs> hoặc là muốn tập thể dục, ha. Nên các bạn có sự đấu tranh uh, rất là nhiều và cuối cùng mình thấy các bạn có sự hành động, ừ. có thể bạn sẽ tập thể dục nè hoặc là bạn sẽ có sự ăn uống hợp lý hơn, các bạn không có ăn nhiều chất béo quá hoặc là các bạn sẽ gọi là cân bằng trở lại ừ. một số bạn có thể là các bạn sẽ đi công tác ha ừ, vân vân và ở đây thì bạn đã cầu xin sự hỗ trợ từ vũ trụ ha thì vũ trụ có sự lắng nghe và tiếp lời cũng như giúp đỡ hoặc là các thiên thần sẽ hỗ trợ cho bạn trong cái thời điểm này ừ và mình thấy có thể là cuối ngày bạn sẽ rời xa được những cái tình huống khiến bạn khó chịu mệt mỏi và áp lực ừ. có thể bạn sẽ có cái hướng đi mới cái sự rồi là rõ ràng hơn hoặc là có được cái cơ hội gì đó để bạn có thể rời khỏi những cái vấn đề nan giải ha kiểu như vậy rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn